Ủa mình nghe tiếng xe gần đấy người ta, rất là ấm luôn. Minh Châu, Minh Châu ơi, rồi đạp chặn lật con rồi. Lật rồi. Tức là nó sáu năm giờ nên không thành lật nữa mà. Cái bụi tao đung nở tới mình vừa nên lật. Nó sợ chứ này bảo với cận cãi hả thì vừa chấn thành. Anh lấy đa nghe. Dễ quá, còn nó mang. Rồi lên lập mặt. Đâu lối lên à, lối đồng lối nhân dân không lối lên thì mới nói nha. Đâu đâu trải sẵn được quay những bàn tay thường bề hại đó, bây giờ nó bắt đầu nó nhìn cái bàn tay nó rồi đưa tay lên.